Hello, xin kính chào toàn thể anh em nhá. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày mới em xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhá. Mọi người ơi, hôm nay em tiếp tục có một ít than non muốn lên cho mọi người nhá. Hôm nay em về được hai cặp than non đây mọi người. Đây. Một cặp này là non này, chim này là cặp này là nó chưa gần biết mổ ăn này. Đó. Một cặp này là chống mái nhá. Còn một cặp này thì mổ ăn ăn cám rồi. Đây, cặp này thì ăn cám rồi nhá. Đấy, cặp này thì chim đã ăn cám ok hết rồi. Cặp này thì đã biết rõ là một trống một mái rồi. Cái con trống thì nó trổ ra lông báo một ít rồi nha mọi người nhá. Chim non nuôi lên. Đấy. Có hai cặp. Cặp này thì nó đang mổ ăn được rồi nhưng mà em chưa có cho nó ăn mọi người ạ. Em vẫn còn đang phải đút cho nó ăn. Đây, cặp này này. Đó. Vẫn còn phải đút cho nó ăn nhé. Nhưng mà mình bỏ vào là có thể nó đói là nó sẽ mổ ăn được rồi nhưng mà em chưa cho nó ăn. Đấy, nhiều lúc là để vào đây xa xa là nó sẽ mổ ăn được. Cặp này là còn non nhưng đang tập mổ ăn. Đó. Còn cặp này thì nó đã mổ ăn rồi. Cặp này thì đã cho ăn cám rồi. Em cho cám vào đây này. Đấy, cám anh Thông thì nó đã ăn được rồi. Đấy, nuôi từ non lên mà nó vẫn cứ hơi nhát nhát đây. Cặp này thì đã biết chuẩn 100% là con trống con mái rồi. Đó, hai. Đây có hai cặp. Đấy, và hôm nay em có về thêm được một con than bổi. Đây. Con than già nhé, than bổi già đấy và một con than chống truyền. Đấy, than chống truyền kia. Còn con than bổi già đây. Đấy. Than bổi già đây nhá mọi người. Còn than chống truyền kia rất to, chim rất to đẹp đấy. Đó mọi người thấy không? Tiếng cá dài nhá, đuôi nhỏng 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 lên, giật giật rít chít chòe luôn. Con bổi già này chít chòe luôn. Đó. Đây, còn đây là những em than mái nhé. Than mái truyền đây mọi người, than mái truyền em còn một vài em nữa đây. Đấy, hai em bên này. Còn bên này thì có ba em nữa. Đấy mọi người mua thì liên hệ em nhé. Đó. Than mái truyền đấy, kêu chít chòe đấy mọi người. Đó, có trong kia rồi. Đấy. Than mái truyền này em bán giá cho mọi người 200 mọi người nhé. 200 mọi em, chim đang hình như nó ăn cám được rồi, có ấy. Em nuôi từ mấy bữa này nó vào cám hình như nó đã ăn được rồi thì phải đấy. Đấy. Ăn cám rồi em chưa có rõ nữa, nhưng mà sâu thì em bỏ ít lại đây nó không còn sâu trong đấy nhưng mà thấy cám nó ăn hết rồi. Đó. Đây, như cặp này này, cặp chim non lên. Chít chòe rất ác. Đây, còn cái cặp này là cặp non này, cặp này non thì xác định chắc là chuẩn chống mái rồi, cặp này nó vẫn còn non lắm mọi người. Vẫn còn phải đút. Kiểu nó đang tập mổ ăn đấy. Đó, đây mọi người nhé. Đây em bắt thử cho mọi người xem nhé. Cứ một cặp như này thì em bán giá cho mọi người 500 mọi người nhé. Mọi người mua liên hệ nhé. Đây con này đây mọi người. Nhìn này. Đó, con này mỏ của nó. Đâu nhỉ? Mỏ đây mọi người. Đấy. Mỏ đây nhé. Mỏ con này nhìn nó thế này đây. Đen 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 này nhưng mà không đen đậm bằng con này đây nhé. Đây em bắt con này ra cho mọi người cùng xem này. Đó, con này mới là đen đậm này. Mà con này to hơn này. Con kia thì nó nhỏ nhỏ hơn. Thường thường cứ con trống là nó to hơn. Còn bắt ra thì nhìn nó to hơn. Đây con này nó đen đậm hơn mọi người. Con này nó đen đậm hơn. Đấy, đen xì luôn. Đó. To hơn. Móng mỏ tay chân đầy đủ mọi người nhé. Chim không cần lỗi gì. Một cặp này nó đang tập mổ ăn rồi. Mọi người về chỉ cần bỏ cám vào em nghĩ là nó mổ ăn đấy. Con này đuôi xòe ra kìa. Đấy, con trống này đuôi xòe này. Bỏ cám vào tập là nó ăn đấy. Cứ nó đói là nó chắc chắn nó sẽ mổ ăn đây. Còn hiện tại em vẫn đang đút cho nó ăn cám với ăn dế mọi người nhé. Đấy, nó há mồm nhé. Chim non nhé mọi người. Đây này. Cặp này 500 mọi người nhé. Một cặp thứ nhất nhé. Mã số 1 này. Cặp thứ hai này. Cặp này thì đã mổ ăn được rồi mọi người nhé. Cặp này đã mổ ăn được rồi thì con trống nó đã ra lông báo rồi. Đó, cặp này thì em cũng để giá 500. Đây em bắt thử cho mọi người một con nhé. Đấy, nuôi từ non lên mà sao nó vẫn nhát nhát nha mọi người. Đó, không biết sao. Nó rất là nhát luôn á. Đây bắt thử một bắt. Nói chung là bắt cả hết cả hai con ra cho mọi người để mọi người biết nhé. Đây mọi người. Đây con này thì cái mỏ của nó thì cũng chưa được đỏ đỏ, chưa được đen đậm cho lắm. Thì con này nghĩ là con mái đây nhá mọi người. Móng mỏ tay chân đầy đủ mọi người nhá. Đó.
chim chim nuôi từ non nuôi lên đấy mọi người. Còn con kia thì đuôi nó bị chắc nó nhảy nhiều, nó gãy kiểu chim non chim truyền thì nó hay nhảy hay bị gãy đuôi mọi người. Mình nuôi từ bé lên thì nó hay bị gãy đuôi. Con này thì to này, con này thì nó ra lông báo đây rồi mọi người, thì mọi người không phải sợ, yên tâm, con này là chuẩn trống ở đây mọi người, lông báo đây mọi người, đấy, đây nữa này, đấy mọi người nhìn thấy không, hai bên mép này là nó ra lông báo đen xì đây mọi người, đây, đấy mọi người thấy không, lông báo đen xì đây nha mọi người nha, đây. Đấy ở hai bên mép này, đó có nghĩa là con này đã chuẩn trống đây mà mỏ của nó đây, đấy mỏ nó đen thui thui lùi luôn mọi người nhé, mỏ đen thui thui lùi mà đen dài đây, đó đây mọi người nhé, mỏ của nó đây, đấy móng mỏ tay chân thì đầy đủ mọi người nhé, đấy móng mỏ tay chân đầy đủ này, đấy và cái đuôi của nó thì đây nó bị gãy này, đó gãy nhá, nó kiểu nuôi từ bé nó hay nhảy, nó hay gãy lông đuôi, đó đây mọi người nhìn, đó. Cặp này em cũng để giá 500 mọi người nhé. Cặp này lớn rồi. Cặp này về mọi người cứ bỏ cám anh thông như này, nó ăn rồi nhá mọi người, nó ăn cám rồi. Thỉnh thoảng cho sâu vào nó ăn sâu. Đó. Có hai cặp thôi nhá mọi người nhá. Mọi người lấy cặp nào thì lên em nhá. Còn đây là một con buổi, một con già nhá mọi người nhá. À. Đây, còn đây có hai con, một con truyền và một con già, con buổi nhá. Đấy. Buổi mới truyền thì hôm nay em đều bán đồng giá cho mọi người nhá. Đấy. Em đều bán đồng giá cho mọi người 350 mọi người. 350 một con nha mọi người nha. Còn mái truyền thì đây 200 mọi người. 200 nhá. 200 loại này hình như nó ăn cám, em chưa biết là nó ăn đã ăn cám chưa, nhưng mà để hôm qua hôm kia là không có bỏ sâu mà nó thấy hết cám rồi, chắc nó mới ăn cám thôi chứ còn chưa phải ăn cám cứng đâu mọi người. Đấy. Thì em bán là 200 một con mọi người nhé. Rồi. Đó. Có mấy con mái truyền thôi. Mái già này không có mọi người ạ. Chỉ có mái truyền thôi. Còn đây là hai em. Một em chống truyền và một em chống già. Chim bổi. Đây bắt thử cho mọi người. Mỗi một con ra cho mọi người cùng xem nhé. Đó. Ok. Em sẽ bắt. Tiến hành bắt ra cho mọi người. Đây mọi người. Đây là một em chống truyền đây. Lồng báo ra khá nhiều. Ủa, con này nắm cũng đã tay phết mọi người. Con này có vẻ mập, béo mập. Đó, lồng báo chỗ này. Đây lồng báo ra này. Đó. Đốm rất nhiều. Đó lồng báo này. Trên đầu. Đó. Cổ dưới ngực này, da này. Đấy. Chuẩn trống ok mọi người nhá. Rất to này. Móng mỏ tay chân thì đầy đủ mọi người nhé. Móng mỏ tay chân. Ok. Đó. 350 một em mọi người nhé. Đây để em bắt con bổi già ra cho mọi người cùng xem nhé. Còn đây là một em bổi già đây mọi người. Bổi già thì đây mọi người. Chim to đẹp chưa. Úi. Nghe nó thì nó khọc phát là nó bay ra mất. Đây mọi người nhé. Mặt mũi ok mọi người. Đó. Chim đẹp nhé. Đây. Móng mới ok mọi người nhá. Móng này. Đây mọi người. Đó. Móng mới đầy đủ mọi người nhá. Chim không cần lỗi gì, 350. Đó, có một em bổi, một em già và một em truyền. Mọi người mua thì liên hệ em nhá. Rồi, chim cò hôm nay em chỉ có vài thôi.